đất dịnh quy hoạch sẽ lên ngôi khi luật bất đất đai được thông qua. Thì câu này có vẻ là anh chị nói là cái này bị sai này. Đất dịnh quy hoạch sao mà lên ngôi được? Nhưng với cá nhân luật đất đai được thông qua thì có một số cái ưu đãi, một số những cái bảo quyền cho người bị dịnh quy hoạch, nên đất có khả năng nó sẽ được lên ngôi, sẽ được là cái tin mừng cho những anh chị. Từ xưa đến nay có nhiều trường hợp quy hoạch 20 năm không thực hiện. Có một chị chỉ chia sẻ về định câu chuyện như thế này mà định phải đúng. Bây giờ cái luật mới được áp dụng như thế này thì mang đến cho những người một trong những cái điều cực kỳ quan trọng. Có nhiều người chỉ nói là chị sinh ra cái thời con gái, đến bây giờ chị lên bà nội rồi mà cái dự án chưa làm. Như vậy thì có phải là đến 2 đến 30 năm thôi, một cái dự án dám cho người ta một đời người. Như vậy có phải là khổ khi người nhà nước cũng không khai để cho người dân đóng thuế được, cho chuyển đổi mục đích để đóng thuế được, và cái người bị mà chính dự án này cũng không xây dựng được một cái gì cả, không chuyển đổi, không tách thửa được, thậm chí là muốn xây nhà chuyển đổi mục đích để ở lên này cũng không được. Thì khi luật bất động sản thông qua sẽ có 3 phát hiện mới năm giờ như live stream này, mang đến cho chúng ta một cái cực kỳ hữu ích nếu như chúng ta đang bị dính đất quy hoạch rẻ thôi khỏi bàn. Cái thứ nhất đó là trước đấy là chúng ta đang bị dính quy hoạch là thời gian kéo dài để thực hiện là không biết khi nào cả, nhưng cũng không cho là chuyển đổi mục đích, cũng không cho làm những cái gì đến đấy, xây nhà kiến cổ, mặc dù là đã dính quy hoạch là cái đất đó ấy, là của chúng ta là có 200 mét đất ở, nhưng mà cho một cái thuế là đường chỉnh đấy và để ngay tại cái khu vực mà chúng ta đang ở đấy, vậy là một sử đi nhà lên đẹp cũng không được, vì nói là đất này đang dính quy hoạch, xây dựng là tôi không đền bù. Như vậy nó có phải chúng ta không thể chuyển đổi được trong cái việc ở hay là khai thác một cách là tiệt để trong cái việc đất của mình ở trên bao nhiêu năm như vậy, thì đấy là sau này sẽ được bỏ. Cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp là cái đất mà 5 năm cho một lần dù là được khai thực hiện dự án, nhưng mà dự án đó đều đền bù mang một cái là không đúng với giá trị thực. Vì trong cái giá trị thực ấy là một trong những cái điều đấy là 5 năm một lần, và trong 5 năm một lần đấy thì giá giống như mình vừa chia sẻ là chuyển đổi ngay đất ở ấy. Vì giá hiện nay đang hợp ấy là 20 triệu cho 1 mét vuông, trong lúc giá trị thực ở tại đó là 100 triệu. Như vậy là mất 5 lần, và khi mà dự án thực hiện thì lại thu cái giá hợp là của 5 năm trước. Ví dụ như 5 năm sẽ gọi là quy định giá một lần, và cái giá đó là cái khung giá đất mà nhà nước áp trên một cái địa phương A, B, C, D, S nào đấy. Ví dụ như địa phương mình đang sinh sống là nhà nước đưa ra một cái thuế là 20 triệu cho 1 mét vuông, và tính thuế chuyển đổi mục đích là 2 triệu cho 1 mét vuông chẳng hạn ấy. Và sau khi 5 năm trước là 2020, vậy đến bây giờ đất có 20 triệu 1 mét vuông, ít ra nó cũng đã lên là 50 triệu. Như vậy cái thuế đấy mất, nếu áp thuế để thu dự án ngay vào trong năm 2020 thì những người mà có đất đấy không bị thiệt nhiều, nhưng nếu mà thu để thu hồi vào năm 2024 đến 2025, như vậy áp thuế từ 4 năm trước thì cái người có dự án bị thu hồi đấy có phải là quá thiệt thòi không, và cái giá không sát với giá thị trường, thì sau này giá sẽ được áp giá từng năm. Tức là năm 2025 là đặt một giá, mà giá đấy là do cái địa bàn đấy đặt tròn 3 cái lô đất trên cái địa bàn đó, để trên một con đường đấy cùng diện tích đấy để đưa cái giá ra cuối cùng. Và khi đấy nếu những người mà nằm trong diện bị thu hồi trong năm đó thì không bị thiệt bao nhiêu cả. Đương nhiên là có bị thiệt, nhưng nó không quá lớn giống như hiện nay. Như vậy những cái đất mà bị thu hồi đấy nó sẽ lên ngôi, nó sẽ được quả hưởng lời. Bởi vì bình thường bây giờ ta sọc của giá 5 năm trước thì cái đất đấy mua là chỉ được đền bù có 10 triệu một mét vuông, nhưng mà khi giá mới được áp dụng vào thì đền bù ít nhất là 3 đến 50 triệu. Như vậy là đã ít năm rồi mà có một cái loại đầu tư nào mà thể ít năm được như vậy trong những cái thời điểm như thế này. Nhưng mà với một cái điều chú ý, chưa biết lúc nào là cái dự án làm không biết được, nhưng mà nó cũng có cái hay là chưa biết lúc nào làm không quan trọng, quan trọng là cứ áp thuế theo từng năm, theo giá thị trường của từng năm thì không phải lo gì hết, có thua lại hay gì cũng chẳng phải lo. Sợ nhất là 5 năm giống như trước ấy, bây giờ giá
là không phải bỏ những khung giá đất đấy, thì kia là có phải là một điều tuyệt vời. Cái điều tiếp theo đấy là từ trước đến nay những cái dự án chú ý anh chị này, những cái dự án chúng ta là thu hồi trong trường hợp mà giá lên ngôi bị dự quy hoạch này thì phải chú ý quay lại cái video của Đình là 32 cái loại đất bị thu hồi thuộc giao diện ưu tiên của nhà nước đấy, thì chú ý cái này vì cái này nó sẽ tác động đến cái giá đền bù không mang theo giá thị trường. Cái này là cái là 32 trường hợp đấy, thì phải xem ở một cái video khác vì cái này nó dài quá để không nói vào đây, mà anh chị phải quay lại tìm vào cái kênh Trần Văn Đình hoặc là fanpage Trần Văn Đình có 32 cái trường hợp đất thu hồi và không áp giá theo giá thị trường đó. Chú ý cái việc này. Cái thứ ba đó là khi chúng ta làm thì chúng ta chú ý rằng là đất nó sẽ lên ngôi bởi vì những cái lý do sau đây anh chị. Những cái đất quy hoạch trước đấy và cái này cực kỳ quan trọng anh chị. Quy hoạch trước đấy cái giá đền bù có thể một cái thửa đất, một cái con đường ai nhận tiền trước thì người đấy có thể lại là người thiệt và người nhận tiền sau chỉ sau 1 năm 2 năm mà trong lúc cái dự án nói đền bù thế nhưng mà triển khai 2-3 năm sau mới giải phóng, mới giải tiền cho người ta. Như vậy là không được, là không công bằng. Nhưng bây giờ nếu nằm trong dự án thì có một cái mới, mà cái thứ ba là cái này nhỉ. Cái thứ nhất là chú ý là chúng ta đã được theo giá thị trường, không bị bỏ theo khung giá đất. Chính điều đấy không bị làm kéo oan, giống như đất ở Thủ Thiêm là Đình đã từng nghe chia sẻ là 1.000 m² ấy, đâu đấy nên chỉ có hơn 1 tỷ, 3 tỷ thì chỉ có để đâu đấy 3 triệu, mà bây giờ là gần 1 tỷ cho 1 m². Tất nhiên là cái sự hòa tăng cái thứ tiền mất giá cái để Đình không phủ nhận, nhưng chính những cái điều đấy là làm cho những cái là không rõ ràng trong cái việc đền bù thì bị mang đến những cái là thiệt cho những người có đất nông nghiệp hoặc đất bị dính trong dự án thu hồi. Thì hiện nay cái đất không còn bị như vậy nếu đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cái tiếp theo mà chúng ý chú ý này, bây giờ nếu nằm trong dự án để được thu hồi thì phải bị một trong những cái đấy. Cái thứ nhất là nếu thu hồi thì trong 2 năm bắt buộc phải thu hồi. Nếu trong 2 năm đất ở của anh chị đang ở trên căn nhà đấy có một dự án không được xây dựng thì sau 2 năm không được sở hữu hồi thì phải cấp giấy phép cho người ta xây dựng mặc dù nằm trong dự án, và sau này muốn thu hồi thì tính sau đền bù lại theo giá thị trường. Còn không thể là để 50 năm 10 năm để là tôi khi nào làm tôi mới đền bù, anh không được xây nhà, thế này là không có. Mà sau này luật mới sẽ được áp dụng rằng nếu thu hồi thì phải báo trong vòng 2 năm, còn sau 2 năm thì phải cấp những cái giấy cho chúng ta xây dựng, cho chúng ta làm theo đúng theo mục đích của mình. Nếu là đất ở thì được xây theo đất ở, nếu là đất trồng cây lâu năm thì được trồng cây lâu năm. Đó là những cái hay mà khi trong cái đợt mới này sẽ được áp dụng vào mang đến cho chúng ta những cái là khi đầu tư hoặc khi bị dính trong dự án chúng ta phải ăn ngon ngủ yên, không quá lo lắng trong cái việc là bây giờ 20 năm rồi chưa chắc làm nên là anh chỉ ngủ cùng không ngon và khổ cả một cái cuộc đời. Thì bây giờ đất nằm trong quy hoạch dự án sẽ lên ngôi chính. Nhưng cái điều đó, cái tiếp theo đấy là nếu mà bị thu hồi thì phải được đền bù thương lượng theo giá thị trường và sẽ được cấp tái định cư tốt hơn cái chỗ mới. Nếu như đó là đất nông nghiệp, anh chị thấy không, luật mới nó sẽ quy định là phải ta cấp tốt hơn chỗ ở mới hiện tại. Thấy hay chưa? Thế thì đôi lúc anh chị lại còn thích được bị thu hồi ấy chứ. Đình nghĩ là đương nhiên thì đình nói thì nói thế thôi, nhưng luật là luật, còn khi thực thi thì phải tùy thuộc vào những cái địa phương này, tùy thuộc vào những cán bộ này, tùy thuộc vào cái đội thi hành này, chứ chúng ta cũng không thể là quá tin tưởng vào đây. Nhưng tốt nhất vẫn có gọi là luật, mà chúng ta đã tuân thủ được luật, đúng luật là tốt rồi, đã mang đến cho những người dân là một cái tốt rồi, tin tốt rồi. Còn cái việc đấy nó đưa ra cái lợi ích cho dân thì chắc chắn là cái luật đó sẽ tốt. Mà khi mà chúng ta mà đưa ra những cái để cho một cá nhân nào đấy được lời thì chắc chắn là cái đấy là nó khó thực hiện. Nhưng cái này đề nghị đấy là sẽ dễ thực hiện và sẽ làm tốt.